khi miền mơ ước đang cận kề ngay trước mắt, khi trái tim đã chảy tràn những yêu thương và đã đến lúc ngày tháng thanh xuân rực rỡ ấy cũng phải dần khép lại. Giúp chúng ta hiểu được rằng hóa ra có những cuộc gặp gỡ đã trở thành dấu ấn mãi khắc ghi trong cuộc đời. Ngày hôm nay, chúng em, người học trò thế hệ thứ 100 của Bonan, Bình Chuẩn, Ngô Quyền, muốn lưu dấu những phút giây cuối cùng nơi sân trường quen thuộc để trở thành khu vườn ký ức đẹp đẽ nhất. Đó là lý do chương trình Mùa Phượng Cuối ra đời với tên gọi Le Raspberry 2023, Phút Mơ Màng. Hứa hẹn sẽ đem tới khúc nhạc đầy thăng hoa và ngập tràn cảm xúc để ta sống mãi ở tuổi hoa niên tươi đẹp nhất. T-shirt and ripped up jeans. We are free. Can you feel it too? It's nights like these that only prove. And this is when the quý các bạn đồng nghiệp, các thầy cô giáo cùng các em học sinh.
ngày hôm nay, lúc nãy cô Đậu Hải Vân có nhắc tới mốc 20 năm của cô Đậu Hải Vân. Thì với cô Nga, 2023 là tròn 30 năm được đặt chân lên mảnh đất của trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền. Và hôm nay cô cũng nói với các con rằng là chúng ta sẽ không nói về những điều quá đặc biệt của Cao 100 nữa. Nhưng hôm nay cô chia sẻ với các con cái điều mà cô cảm nhận khi cô có cơ hội đặt chân trường Ngô Quyền. Tức là ở tại cái vị trí này, các con có thấy là chúng ta ở giữa một vòng tay ôm rất là đặc biệt của môi trường. Chúng ta đang ngồi đúng ở trái tim môi trường luôn đấy. Và Ngô Quyền sẽ mãi ở trong tim tất cả chúng ta. Còn tình yêu của chúng ta đối với ngôi trường và tình yêu của ngôi trường đối với chúng ta là song phương. Nhớ, Ngô Quyền mãi là nhà và các con mãi, các con và các thầy các cô ngồi đây và kể cả các bậc phụ huynh nữa, mãi là một phần của Ngô Quyền. Như vậy thì chúng ta không thể yêu ai hơn yêu chính mình, phải không ạ? Cho nên chúng ta yêu chúng ta là yêu chính mình, yêu ngôi trường. Vì vậy cho nên lời cầu chúc dành cho tất cả các con cũng là những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Những gì cô mong, bố mẹ mong, các con mong càng nhiều càng tốt sẽ thành hiện thực. Nếu nói rằng tất cả thì phi lý, phải không ạ? Nhưng mà càng nhiều càng tốt. Và cuộc đời các con hãy thật nhiều niềm vui nhé. Hãy thật nhiều niềm vui và chiến thắng. Tạm biệt.